mình quay video để cho mọi người biết. Hiện tại New Zealand bây giờ là 28 người rồi các bạn, cho nên ai cũng đi bắt con say để mua đồ. Cho nên mình muốn quay video để cho các bạn biết mọi người đi mua sắm như thế nào. Giờ chúng ta cũng đi nha. Ok. Hôm nay mình đi bắt con say. Hôm nay ngày 19 tháng 3. Ở New Zealand bây giờ là 28 ca nhiễm. Mọi người ai cũng đi mua đồ. Hôm nay bây giờ mình đi rất là trễ. Mình đi vào lúc 10 giờ đóng cửa mà 9 giờ, bây giờ là 9 giờ hơn rồi. Mình đi mua để cũng dự trữ một chút xíu. Tại bây giờ là 28 ca, mọi người có một số trường học cũng đóng cửa. Giờ các bạn thấy không? Xếp hàng dài luôn. Mọi người vẫn là mua hay đâu ở đây giấy quận, giấy vệ sinh ấy, mỗi người limit được có hai quận thôi, hai bịch. Còn giấy chùi miệng là mọi người hạn chế mua được 4 hộp. Các bạn thấy dài không? Đó, xếp hàng từ đằng xa kìa. Nhưng mà đồ ăn thì vẫn rất là nhiều. Đó, xếp hàng từ đằng xa đó. Mình quay ở đây xem còn nhiều không nha. Nói chung là New Zealand thì dù có xảy ra chuyện gì nhưng Thủ tướng ở đây thì vẫn cho nhập đồ ăn vô. Đó, xếp người ta xếp hàng từ đằng xa. Và mọi người hạn chế, bây giờ tại giờ có 28 ca thôi, cho nên mọi người đi mua đồ cũng tranh thủ dự trữ trong nhà một chút, để mai mốt sau này có bùng phát đi chăng nữa cũng có đồ dùng trong nhà. Nhưng mà lưu ý mọi người mà muốn cho virus không có ngăn chặn virus thì mọi người ở nhà thường xuyên uống nước ấm và súc miệng bằng nước muối, rồi uống nước gừng hoặc nước trà, rất có công dụng trong thời điểm này. Mọi người hãy cẩn thận. Giá cả thì vẫn giá như cũ, không có tăng lên, nhưng mà mọi người ta chỉ cho mỗi người hạn chế là mua được bao nhiêu thôi, không được mua nhiều. Gạo vậy. Đó, hàng hóa còn rất là nhiều, nhưng mà tại vì mọi người ai cũng khẩn trương đi mua đồ để dự trữ trong nhà, tới lúc mà dịch bùng phát thì còn có đồ dùng, hoặc là nhà nước mà có lệnh mà cấm không cho ra đường thì có đồ để mà dùng trong nhà thôi. Chứ ở New Zealand người ta vẫn nhập hàng, vẫn cho nhập hàng. Và Thủ tướng New Zealand cũng nói thời điểm bây giờ là ai mà bị nhiễm dịch ấy, là trị miễn phí cho tất cả mọi người bị nhiễm virus. Nhưng mà chỉ thời điểm này mọi người cũng đang sợ vì ở đây là vào mùa đông ở đây, virus thường mùa đông thì bất lợi cho chúng ta, nên mọi người ráng uống nước ấm, khử trùng bằng nước muối và uống nước gừng và nước trà nha. Đồ hết thì nhân viên họ vẫn chất đồ ra, nhưng mà mọi người thấy không, rất là nhiều người đi mua đồ. Hàng hóa vẫn còn nhiều, không có bị gì hết á, không có bị khổ. Đó, họ chờ cái này, chờ từ mấy phía thôi nha, bên góc bên kia và góc bên này nữa. Chắc là hôm nay phải 12 giờ mới đóng cửa được chứ nhập. Nhưng mà ở đây gian hàng ở đây thì đồ hết cũng hơi nhiều nha. Cái này gian hàng gạo này, gạo là nhiều người chứa gạo nhiều nhất.
các bạn thấy không, mình vẫn còn một số thôi, còn rất là nhiều chỗ trống này mình sẽ quay. Bắt quà. Chỗ này mì tôm hết rồi nè, mì tôm này còn ít. Nhưng mà ngày mai thì nó chết lại giờ nhưng mà một cái dàn này là còn ít đồ. Gian hàng bên này là các hộp, chắc lại các hộp nó bằng theo cái đồ hộp á thì người ta dùng nhiều cho nên là có màu hết. Cái này lô mịch á, mỗi người được có 4 lon thôi. Còn cá mồi kia là hết, nó sạch. Người đang chờ tính tiền nha. Ở đây 10 giờ đóng cửa mà bây giờ là hơn 10 giờ rồi. Vẫn còn rất là nhiều người đang chờ phía sau. Tới đây video của mình xin tạm dừng nha. Hẹn lại các bạn trong video kế tiếp. Và các bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình, nhớ bấm like, subscribe ở dưới và confirm. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy nhắn cho mình, mình sẽ trả lời. Và cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Thank you, gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha.